Bài tự ảnh số 8 thì tên hàng ở đây nè, mã hàng đó bốc 001. Mã dưới này chỉ có chữ bờ thôi ha. Ở dưới chỉ có chữ bờ, trên này bờ 01. Vậy nếu mình tìm bờ 01 dưới này có không? Không, cho nên phải tách chữ bờ này ra ha. À, trong cái bài đầu tiên, bài số 7 á, thì nó cứ trên này SDD. Đây SDD, nó SDD, mình không cần làm gì hết. Còn qua bài số 6 mình cũng phải tách chữ cờ ra, đúng không? Bài số 8 mình tách chữ bờ ra. Cho nên VLOOKUP nè, nó xếp theo cột, cho nên dùng VLOOKUP bằng tìm gì? Tách chữ bờ ra. Nếu tách ký tự bên phải thì dùng hàm right, tách ký tự bên trái thì dùng hàm left. Left của cái này, lấy một ký tự thì không cần ghi đối số 2 của hàm left cũng được, nó trả về chữ bờ ngay chỗ đó đó. Phải table array chọn thế này, cô lấy tên hàng cô chọn tới đây thôi cũng được, rồi cố định. Phải nếu tìm thấy lấy tên hàng ở cột số 2, phải tìm chính xác thì ghi số 0, rồi enter bắp. Rồi loại là ký tự cuối của mã hàng và chuyển qua giá trị số. Muốn lấy ký tự cuối là ký tự bên phải đó thì dùng hàm right. Right là bên phải. Right của B01 nè. Lấy một ký tự thì cô không cần phải một cũng được, rồi enter. A. À, nè nó trả về chuỗi 1. Hàm left, hàm right, hàm mid trả về chuỗi. Và chuỗi thì khác số nha. Ví dụ ở đây cô có cái số 1 nè, thì cô so sánh nè, bằng cái ô này hàm right trả về có bằng ô này chứa số 1 hay không? Không. Chuỗi 1 khác số 1. Cho nên bây giờ người ta yêu cầu là đổi thành số luôn, chuyển qua giá trị số. Thì mình có hàm value. Value một đối số chuyển một giá trị chuỗi chứa số sang số, mở ngoặc value, đóng ngoặc value, hàm rai này trả về chuỗi một và nó đổi thành số một, cho nên nó canh phải nè đó ha. Value đổi chuỗi chứa số thành số. Nếu quên không biết value thì có thể lấy cái hàm rai nó nhân với một, nó cũng ra số nữa. Cái này gọi là ép kiểu đó, nhân với 1 cũng ra số nữa. Tuy nhiên dùng value thì nó có vẻ là trí thức hơn. Rồi đó là loại. Bây giờ giá thì nó có hai cột. Loại 1, ví dụ bắp á, loại 1 là 200, loại 2 có 108 à. Cho nên chỗ này mình dùng VLOOKUP bằng VLOOKUP tìm gì? Nếu mà cô tìm chữ B thì left của mã hàng lấy một ký tự. Rồi nếu mà cô tìm chữ B thì cô bắt buộc phải chọn tới chữ B luôn, rồi cố định cái table array. Bây giờ chỗ này lấy cột nào, cột này hay là cột này? Nếu mà loại 1 thì lấy cột này, mà cột này trong cái table array cô chọn là cột 3, cột này là cột 4, chấm hỏi để đó. Đối số thứ tư, tìm chính xác ghi số 0. Ngay chỗ dấu chấm hỏi này mình có rất nhiều cách. Chỗ dấu chấm hỏi này mình có rất nhiều cách. Cách 1 là mình nếu ha, nếu ký tự tận cùng bên phải là right của cái mã hàng lấy một ký tự bằng, mà nhớ là hàm right, hàm left, hàm right, hàm mid trả về chuỗi, cho nên middle đó, cho nên so sánh với chuỗi, nếu nó bằng chuỗi 1 thì trong cái table array này nó là cột 3, lấy cột 3. Ngược lại loại 2 thì lấy cột 4. Vậy nè, trong đối số của một hàm có thể nếu nó có sẵn thì không cần đưa vô một cái hàm khác, còn nó không có sẵn nè phải đưa vô lấy chữ bờ ra. Rồi đối số 3 nó có hai cột,
cột 3, cột 4. Cho nên nếu loại bằng 1 thì lấy cột 3. Ngược lại, không phải 1 thì lấy cột 4. Ha. Đây, nó cũng ra 200. Thế, vậy ngay chỗ đối số 3 này nè. Đối số 3, đó là một cách. Cách 2, mình có cái cột loại này đó. Thì nếu loại này bằng gì? Loại đó đổi thành số rồi. Thì đây số so sánh với số. Thì cột 3 ngược lại cột 4 đóng hoặc cũng ra 200 y vậy. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba chỗ đối số 3 của VLOOKUP cấp này nè. Thay vì ít như vậy thì nè, hả, loại 1 thì 3, loại 2 thì 4. Có phải là cô lấy cái loại này cô cộng với 2 nó cũng ra chỗ mà cô bôi đen ra số 3 chứ số 4 không? Thay vì ít như vậy, cô lấy cái loại trong ô C3 cô cộng với 2. Miễn là làm sao chỗ này nè, đối số 3, nếu nó trả về số 3 thì lấy cột 3, trả về số 4 thì lấy cột 4, nó cũng ra 200. Trả về là gì? Hôm nay nói hoài, một công thức thì nó luôn trả về một cái giá trị nào đó, ví dụ 9 cộng 5 trả về 14, nếu mà lỗi thì nó trả về lỗi ha. Vậy thì về lúc cấp nè, miễn là cái đối số 3 nó trả về số mấy là lấy cột đó, trả về số 3 lấy cột 3, trả về số 4 lấy cột 4 nha. Đó là một cách. Cách thứ hai, thay vì mà mình VLOOKUP như thế này thì mình VLOOKUP như thế khác nè, nhưng mà cách này thì hơi không ổn. Cô có cột tên hàng này nè nha, bắp, tìm bắp trong ô B3 thì cô phải chọn table array sao cho cột đầu tiên có chữ bắp. Và bây giờ thì cô lấy ba cột này cố định hen. Rồi bây giờ thì đối số 3 lấy cột nào? Nếu loại 1 thì bây giờ nó là cột 2, loại 2 thì cột 3. Thì cô lấy cái này, cô cộng 1 hen. Rồi tìm chính xác ghi số 0, làm sao cũng được. Rất nhiều con đường để đi đến đích. Rồi copy xuống ha. Rồi đó là giá, có nghĩa là cái gì nó có sẵn rồi thì lấy đó mà làm, còn không có thì mình phải bỏ vô đó một cái công thức, có thể dùng một cái hàm khác để ra cái mục đích của mình là được ha. Rồi số ngày, số ngày thuê bằng ngày trả trừ ngày thuê. Chỗ này mà ai nhập ngày tháng năm sai á thì nó sẽ ra sai luôn. Trừ ngày thuê. Nhớ là trước khi nhập ngày tháng năm phải coi thử coi máy mình theo kiểu ngày xẹt tháng xẹt năm hay là tháng xẹt ngày xẹt năm, bằng cách gõ một ngày lớn hơn 12, ví dụ 15 tháng giêng năm 2023. Nếu nó canh phải thì ngày xẹt tháng xẹt năm, thì nếu nó canh trái thì tháng xẹt ngày xẹt năm. Muốn chỉnh lại theo ý mình thì phải vô control panel ha. Tiền thuê bằng gì? Số lượng nhân giá nhân số ngày thuê. Nhưng số lượng lớn 20 thì sẽ giảm 10% tiền thuê. Rồi làm lần lượt đây. Ở này phóng to lên xíu. Tiền thuê bằng số lượng tiếp trên số lượng nhân giá. Nhớ là cô đang cảm thức dòng số mấy? Dòng số 3. Thì cô dòng số 3 thôi, không có chỏ lên dòng 2, chỏ xuống dòng 4 nha. Rồi M3 là số lượng nhân, số lượng nhân giá cũng dòng 3, nhân gì? Số ngày thuê cũng dòng 3, H3. Rồi bây giờ mới tính giảm giá nè. Giảm 10% tiền thuê, 10% thì còn bao nhiêu phần trăm? Còn 90%, đúng không? Vậy thì nếu mà cái nào nó giảm nó sẽ nhân 90%, nhưng mà không phải cái nào cũng giảm hết, chỉ nhân 90% nếu thỏa điều kiện. Nếu cái gì? Nếu số lượng lớn hơn 20, số lượng người ta nói tiếng Việt Nam, mình nói bằng tiếng Excel, số lượng lớn hơn 20
Dấu phẩy này là thì nhân giảm và nhân với 90%. Ngược lại, nhân với 1 là không thay đổi. Hen. Nè, dấu nhân để trước rồi. Hàm if này sẽ trả về 90% chỗ này nếu số lượng lớn hơn 20. Ngược lại, trả về số 1 chỗ này, nhân với 1 là không thay đổi, là không giảm. À, rồi enter. Còn gì nữa không? Chỗ này không có. Rồi cái cuối cùng, tính tổng cộng cho số ngày thuê tiền thuê. Số ngày thuê bằng sum kéo số ngày thuê. Rồi copy sang hàng ngang, địa chỉ tương đối, copy hàng ngang, cộng cột H. Bây giờ cộng cột Y, nè, cộng cột Y nè, Y3 đến Y8. Có thể bằng sum như thế, hoặc đây nè, auto sum, nó ưu tiên nó cộng trên cột nè ha, H3 đến, đó, rồi, copy sang hàng ngang. Hết.